Hello mấy anh em, thì bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em cách mà chỉnh cái góc quay của camera, chỉnh cho nó xa hơn để các bạn có thể chỉnh xa hơn, rồi các bạn có thể xoay nghiêng, xoay dọc gì đó. Nhiều bạn thích để xoay nguyên gì đấy, nhưng mà theo mình là nếu mà khi các bạn để ý này, khi các bạn chỉnh cao quá, các bạn kéo lên cao quá thì cái màu xanh này nó hiện lên, này nó làm mất cái khung hình mất, dẫn đến nhiều khi chúng ta không thấy người ha. Thì theo mình là nên để vừa vừa thôi đó, để vừa vừa như thế này thì chỉnh cao quá bê ca nó không thấy người là sẽ đánh chậm tay á. Rồi thì trước tiên thì anh em phải thoát game nha, anh em nào mà đang muốn chỉnh mà đang mở game thì không có được đâu, tại vì phải chỉnh trong cái bản người đặt game thì anh em thoát game trước đi. Rồi thoát game rồi, ok, anh em mở cái thư mục cài đặt của game ra thì mình có nhiều cách lắm, nếu anh em biết là ở đâu rồi thì hoặc là bấm chuột phải vô property nè, open file location là nó mở cái trong cái thư mục cài đặt game. Rồi các bạn vào thư mục bin tìm cái file là system system.cfg này, cfg này. Rồi các bạn mở ra nha, mở ra cái gì cũng được, như là dùng notepad nè, đừng có chọn cái này nha, chọn cũng được nhưng mà đừng có chọn để cho nó nguyên thủy đi. Ok thì nó hiện ra, anh em để ý phần camera này đó, ở đây nó có là min distance là khoảng cách tối thiểu là 6 chấm, là cái độ là 6 độ, là cái này nó một cái giá trị thôi. Còn cái max distance là chúng ta sẽ chỉnh cái này nè, hiện tại đang để là 100, tức là cái khả năng mà chúng ta kéo camera xa là 100 cái khoảng cái đơn vị của game nó quy ước đó. Thì anh em ví dụ như mình đang để là 100 cho nên là mình sẽ kéo rất là xa ha, thì anh em có thể là để theo mình là đang để khoảng 60 thôi đó, 60 thôi. Còn bây giờ mình để 45 đi, 45 này. Rồi các bạn lưu lại nha, lưu lại nè. Ctrl S. Rồi cái thứ hai luôn, mình sẽ chỉ anh em luôn cách mà ẩn hiện cái giao diện game luôn nha. Thì anh em copy hai cái dòng này bỏ vô là enable UI hidden bằng 1 và enable self hidden bằng 1. Đó. Thì hai cái này mình sẽ để trong cái phần mô tả của video cũng như comment để anh em có thể copy và paste vô cái file này ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ mở game lại nha. Sau khi mở xong mà tắt luôn đi. Đó, đừng có để gì hết. Rồi chúng ta mở game mà đăng nhập vào tài khoản ha. Rồi thì anh em vào nha. Đây để mình phóng to là cho nó đẹp đi. Đó. Rồi nên thứ nhất là anh em bấm Escape này, phím góc á, bấm chọn hệ thống và bấm vào cái chỗ này hiển thị và chọn cái là góc nhìn trên không nha. Anh em phải chọn cái góc nhìn trên không. Có thể chọn cái dưới không cũng được. Nếu mà bấm chọn cái này nó sẽ, nếu mà không chọn cái này á thì nó sẽ một lần nữa là bạn đi nó sẽ auto nó quay về góc cũ, thì theo mình là đang bấm vô đây luôn là hai cái này đó, bấm áp dụng. Thì khi sau khi anh em bấm như vậy xong thì anh em có thể dùng cái phím chuột phải nha, chuột phải anh em bấm phím chuột phải hoặc anh em giữ, anh em xoay lên xoay xuống tùy ý anh em đó. Đó, anh em có thể lấy cái phím nút cuộn tròn á, con lăn của con chuột á, nút giữa đó kéo lên kéo xuống nè. Đó thì như vậy là mình chỉnh cái độ nãy là 45 thôi, cho nên nó chỉ kéo tối đa là bao nhiêu thôi, 45 thôi, nó không lên được nữa. Hồi nãy mình chỉnh 100 thì nó kéo xa lắm, nó kéo lên rồi mấy phần nó đang xanh lè luôn nè, xanh lè cái này luôn nè đó. Rồi nếu mà không có góc nhìn trên không thì sao đó, thì nó không có chỉnh nghiêng được, nó chỉ có xoay hoài nhà thôi đó. Còn nếu mà anh em bấm vô góc nhìn trên không áp dụng đồng ý thì anh em xoay lên xoay xuống xoay ngang xoay lên xoay chéo gì đó cũng được hết đó. Thì theo mình là để khoảng 50 là đẹp á, 50 hoặc 55, 60 cũng sao quá, còn 45 thì nó hơi tù tù một xíu, nhưng mà đừng chỉnh cao quá, chỉnh cao quá nhiều khi vô lock vô lâu đời á không có thấy mục tiêu á, đánh nó chậm lắm không thấy đối phương á. Rồi
Rồi cái thứ hai đó là hồi nãy mình chỉnh cái dòng là đây, sau khi có hai cái dòng này luôn này là cho phép ẩn hiện cái người chơi này, sale hidden là ẩn hiện người chơi và cho phép ẩn diện UI là những cái giao diện, những cái thanh máu, những cái này. Thì anh em bấm phím cắt slot nha, xuống nữa đi, bấm phím cắt slot này, đó là nó ẩn người chơi lại này, đó thấy không, dùng để quay phim nha. Rồi cái thứ hai là anh em bấm phím scroll lock á, cắt slot nha, là ẩn người chơi. Rồi cái thứ phím thứ hai là phím scroll lock, là cái phím ở giữa trên chỗ bên cạnh cái nút force là ẩn tất cả giao diện. Bấm scroll lock này, nó là nó ẩn tất cả giao diện luôn đó, là anh em quay phim melee luôn á. Bấm phím cắt slot là ẩn người luôn đó, chỉ thấy cảnh luôn thôi, cắt con bé luôn, cắt con bé luôn là nó là đẹp luôn đấy, thấy không, chỉ thấy cái bóng thôi, nhẹ nhẹ thôi đó. Anh em nếu mà quay phim thì tắt luôn không chuột này luôn. Rồi thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho anh em cách, thứ nhất là chỉnh cái góc quay camera, cái thứ hai đó là chỉnh cái góc nhìn trên không để anh em có thể quay chéo, quay ngang, quay lui gì đó, quay tới quay lui, quay trái quay phải. Cái thứ ba là ẩn người chơi, rồi cái thứ tư là ẩn luôn cái giao diện của game đó. Rồi anh em có gì thắc mắc thì hỏi mình qua fanpage hoặc là comment dưới video nha. Bye bye anh em. Đây nhớ là chỉnh cái file system.csv cmg, và nhớ là phải thoát game trước khi chỉnh nha. Chỉnh bởi nếu mà đăng ra game mà chỉnh thì không có lưu được cái file đâu, nó báo là cái file nó đang được sử dụng bởi cái game á. Rồi bye bye anh em.